ra đây, ra đây, ra đây, tao đấy sợ ông quá cơ, bắt đầu, nào từ từ, mẹ tao sợ mày quá cơ, mày ra đây, tiền sư bố cho mày nữa, dựng một gạo, à, mày chơi liệu à, em thằng, một thằng câu liệu, một thằng rơi xuống này, thế thằng rơi xuống, một thằng nữa này, mày ra đây, ui, đừng tưởng có mỗi mình không có liệu nhá, ăn quả lựu đạn tôi để ăn thêm quả nữa đi, ui ra đây, che chở nhau đi, che chở nhau đi bạn ơi, rồi ui bạn sống thế đéo đâu được, và ra đây, nào, dụng gạo luôn này, còn hai thằng cuối đúng không, nào, còn hai thằng cuối đúng không, ô thằng này không được, thằng này không được, để đằng sau, đây rồi, còn một thằng cuối cùng thôi, liệu rằng là mình có thể gọi là quy trong cái chiến đấu này. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Thì mình xin chúc cho mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Và ok, ở cái chủ đề chính của cái video này ấy, thì mình sẽ làm một cái trò khá là thú vị ở bên trong danh luôn. Đấy là mình sẽ chôn tất cả, à quên, lộn anh em ạ. Đấy là mình sẽ chôn để cho tất cả những người đồng đội của mình nằm hết xuống đất rồi. Sau đấy lúc đấy là mình mới bắn thật cho mọi người. Con chó, mày đừng có mà bố láo. Ấy, trò này khám vào anh em. Và tất nhiên ấy, là trong cái lúc ở nhà ấy, thì sẽ có một vài trường hợp nó xảy ra. Đấy là sẽ có một vài cái đấy ấy, nó bắt đầu nó xông lên nó bắn mình. Và trong cái trường hợp đó ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải phản kháng lại rồi. Chứ nếu không để nguyên nó bắn thì có mà mình chết bỏ bà luôn anh em ạ. Ok, và trong cái lúc chờ đợi của đồng đội chúng ta nốc ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng một vài hành động để chúng ta có thể là giết thời gian tạm thời mọi người nhá. Ấy thì nói chung là cái lối chơi này là mình cũng không khuyến khích cả mọi người làm theo đâu. Mấy anh Gaiana, mấy anh gà rán ấy mà nhìn thấy mình gọi là khuyến khích mọi người làm cái video này là mấy anh gọi là ban nick chết bỏ bà mình luôn. Đây là mình khuyến cáo anh em là không nên AFK anh em nhá. Đây là mình gọi là chờ đồng đội nốc thôi, tí là mình lại bắn thật chứ mình không có ý định là AFK đâu. Nên là anh em nào mà xem video của mình ấy là anh em đừng quên để lại giúp mình like và nhớ subscribe YouTube và đừng quên bấm chuông để có thể được xem những video mới nhất của mình mọi người nhá. Ok, nãy giờ là chúng ta đã dùng khá khá hành động rồi và như mọi người có thể thấy là ngay từ những phút đầu tiên ấy đã có một thiên điên ở gọi là đồng đội chúng ta đã nằm xuống mất tiêu rồi, rất là nhanh luôn, và đội bạn thì vẫn còn nguyên 4 thằng, đội mình còn đúng 3 thiên điên cuối thôi, trong đấy là có cả mình luôn mọi người ạ. Đấy, giờ là bắt đầu là gọi là cân team rồi đấy, đội bạn là một thiên điên nằm xuống rồi, úi rồi đội mình thôi xong rồi, lệch là quả này là lệch sóng rồi em ạ. Nào, bo nó mà thu gần đến người mình là mình cũng phải chạy mọi người nhá, chứ mình không muốn là gọi là chưa kịp gọi là cân 3 cân 4 là chết vì bo đâu. Không thể nào mà để chuyện đấy nó xảy ra được các em ạ. Ok, bình tĩnh nhá. À, ta đi chậm chậm thôi. Ô mà có một cái thằng đồng đội của tôi là nó vẫn chưa chịu lên thì phải. Đáng nghĩa là đây phải là cái địa bàn của mình để mình gánh team, chứ thằng này lại có một thằng khác nó chen chậm cái địa bàn của mình. Cay thật đấy các em ạ. Từ đây ta lại phải di chuyển lên phía trên thôi. Nói chung ấy là một cái địa bàn thì không thể làm có hai chủ được, nên là phải một thằng nó phải bị xử đẹp trước anh em ạ. Ê, thằng này nó cứ trốn trên này thì nó làm sao nó chết được. Ok, cứ việc gì cũng phải đến tay mình mọi người ạ. Phải đây nào, thằng nữa này, à một thằng nữa cho mình chiếc cầu nhá, từ để tôi cuốn máu cho này cái đã, sau đấy là tôi xử lý ông sau. Ê ui vãi trưởng luôn mẹ, bò nó rít một phát làm mấy máu luôn em ạ, sợ phải đái. Hai điên nhảy xuống, ôi rồi ôi đủ mẹ, bò đốt thế này một đốt gọi là cháy đít luôn anh em ạ, trưởng luôn. Thế này sao chơi. Ôi quả này cũng hơi đen anh bạn. Nói chung là chơi cái lối chơi này thì cũng phải có là chấp nhận là may rủi đấy anh em. Đấy, chứ không phải là lúc nào nó cũng thuận theo ý anh em được, là trận nào cũng thắng được đúng không? Phải có trận thua trận thắng thì chúng ta mới có thể là gọi làm cho trận đấu nó căng thẳng với cả hấp dẫn hơn đúng không? Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Ok được rồi, bây giờ chúng ta vẫn sẽ áp dụng cái lối chơi đấy mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình chán chán quá, mình gọi là nhảy bổ đầu một thằng đi, cho đấy là gọi là nhảy múa ở trên đầu thằng này nó có vẻ thú vị hơn. Mình cứ thích là những cái chỗ có vị trí nó cao kèo một tí mà. Em thấy à, gọi là đi xe máy ở trên đầu đồng đội luôn, đầu đạp trời gọi là chân đạp đất luôn. Cứ nhảy này thôi. Ồ ok ok, có vẻ như thanh niên ở đội mình cũng có một ông đang AFK thì phải. AV kép Hoàn à, Hoàn yêu à, yêu ai, yêu chó à. Ui, con bé thằng này đúng con chó luôn đấy bạn, đấy chỉ có chuẩn đây. Ok nhá, bây giờ chúng ta đang chờ đợi gọi là cho những cái người đồng đội ta gọi là dâng lên trước, sau đấy là chúng ta chờ thời cơ gọi là tỏa sáng anh em. Ô vãi cả đái luôn, cái gì đây? Ôi đội bạn nằm một thằng, đội mình cũng nằm một thằng, vãi cái trưởng luôn, thằng nào bắn đây? Từ từ đâu đang ngồi cuộn máu nhá, tôi đang ngồi xàm xí nhá, đừng có thằng nào động vào tôi. Ông hiểu không? Đừng có mà làm tôi nóng tôi bật điều hòa cái này tôi lại mát ngay, ông hiểu không? Nào ra đây. Từ đấy, chuẩn bị đã có một thiên nhiên dựng đây này. Mình sẽ xử đẹp thằng này luôn cho mọi người coi này. Nào, ra đây. Nào, bay ra đây em ơi. Ok, một thiên nhiên luôn. Úi giời ơi, càng thêm một thằng nữa cơ à. Nào, giỏi ra đây. Rồi ra đây ta cho vài được các bạn. Nào, vài được các bạn đã nằm đất nhá. Anh em ơi, thấy gì chưa? Đã bảo rồi, vớ va và đừng có mà để mình nóng, hiểu không? Ok, vậy chúng ta đã có hai mạng rồi. Đội bạn một thằng thôi đúng không? Xử nốt đi bạn ơi, mình chờ. Nào, nhanh nào. Ui, đằng sau à? À, ông một cân bà. Có nhớ chưa?
Ghê chưa? Rồi ôi, tưởng 3 cân 1 không chột nó què nhưng ai dè nó xảy ra kỳ tích thế này thì mấy ông chơi tới quá là được đúng không? Kể cả bây giờ đồng đội tôi có áp cả 3 thằng nữa tôi gọi là vẫn một mình chấp tất được, em hiểu không? Hồi nói chung gáy thế thôi, tí nữa là bắn cho nó què mỏ ra chứ đùa đâu. Còn là nó lên lần lượt còn chơi được chứ 3 thằng còn đã xông lên một lúc xong rồi đấy là cậu lưu đạn định choáng cái thứ mù hết cả mắt ta thì bố làm mà chơi được đúng không anh em? Nói chung là cái gì nó cũng phải có may rủi em ạ. Đấy, ô thế là trộm được cái đấm của thằng này hay là thằng này nó cố tình thải ra nhỉ? Ô nói chung là thank you bạn nhá. Bạn nào mà chơi tự chiến mà tốt như thế là tôi cũng muốn gọi là cảm ơn luôn. Từ từ. Đấy, bây giờ ta lại chơi theo cái lối chơi gọi là lối chơi cũ. Đấy ta cứ ngồi ở nhà chờ đây anh em ạ. Chờ đợi lại phúc. Đấy anh em thấy những cái hành động của mình đẹp không? Bao ngầu luôn. Toàn những hành động gọi là xịt xò mua mấy trăm kim cương lận. Đâu phải ít đâu. Cứ 3-4 hành động cộng lại cái là cũng lên cả 1000 kim cương rồi. Nói chung mà chơi game này gọi là tốn tiền lắm em ạ. Chơi game này mà không có súng sơn là chơi nó hơi khó. Ngoài hành động cũng có thể không có nhưng mà súng sơn là bắt buộc là phải có anh em. Ok nhá, bây chúng ta đang nhảy những cái điệu mà không có ai mà có thể làm được. Trong khi gọi là những cái người được độ chúng ta gọi là đang đổ máu đổ mồ hôi ra gọi là bắn nhau với kẻ địch thì chúng ta đang ngồi gọi là ngồi chơi xơi nước anh em ạ. Mình không có cái hành động gọi là uống màn trà này. À đây ơi, có một thằng kia kìa. Ê từ từ, bò đang thu đến đít rồi mà một thằng ý ở ngay trước mặt mình đây, từ từ để mình núp vào góc tường nhá. Không thì nó bắn cho què bỏ ra. Đấy, ok. Đấy, anh em nào có cái hành động gì con ngựa hay không? Ui, vừa gọi là trong cái lúc mà xàm xí anh em cá là chứ gì đội bạn đã bị hạ ngục gọi là hai thiên nhiên rồi. Đội mình bây giờ là cũng còn đúng hai thiên nhiên luôn. Đây là trong cái trường hợp là 2v2. Đâu? Giờ còn là còn 1v2 đây em ạ. Đấy, bắt đầu thằng kia bắt đầu nổ súng kìa. Chúng ta chắc là khả năng cao là mình phải ra xuất trận rồi anh bạn. Ok mày ra đây. Mày cứ giỏi mày ra đây. Nào thằng đồng đội kia xử đi. Nốc đốt thằng ấy rồi tôi chơi đốt cho đẹp nào. Tôi đang chờ đợi cơ hội đấy cơ mà. Tiếp đi bạn đây, tiếp đi bạn đây. Đúng rồi đấy, đúng ý tôi luôn rồi đấy. Rồi ôi một thi đấy nữa đúng không? Đâu rồi? Thằng địch kia khả năng cao nó sẽ không đi vòng ra hướng đằng sau đâu anh em ạ. Bởi vì bo chúng ta đang thu rồi. Khả năng cao chỉ đi sát gì ở phía bên trái thôi. Sát gì ở bên trong nhà anh em. Chúng ta để ý nhá, cẩn thận nhá. Nào ngó vào trong cái nào. Đâu rồi, nó đâu rồi? Ê, gì ấy? Ôi, anh ơi, đừng mẹ thiên sư cho nó giật cả mình luôn. Gọi là bê giái gọi là chạy tám hướng luôn đây ạ. Giật cả mình luôn mày ra đây. Mày làm gì ấy? Bắt đầu nổ súng định bắn ai? Định bắn ai? Dựng keo luôn này. Đấy, anh ơi đừng. Mẹ nó cay thế nhỉ. Quả đây tôi có ý định ra chơi đó đâu. Đa định gọi là ngó trước ngó sau để tìm cái địch ai dè là thằng này nó núp ở ngay gốc đấy rồi. Mẹ tiến xử cho nó đi. Mẹ cái thằng tiểu nhân bỉ ổi nữa. Đã chấp cho rồi không biết điều. Ôi sao trận này chú làm anh nóng rồi ấy. Và trận này cũng là cái trận quyết định rồi. Chúng ta một là ăn cả, hai là phải mò luôn anh em ạ. Đấy thì bây giờ chúng ta vẫn chơi theo cái lối chơi nhá. Vẫn tiếp tục là ở nhà chờ thôi. Chờ đợi lại phúc thôi em ạ. Không biết là có anh em nào gọi là chơi tử chiến hay có cái sở thích gọi là chờ đợi cho mình hay không nhỉ? Ông nào mà cũng như tôi này thì danh thì bốn thằng cứ phải ngồi nguyên ở nhà luôn, địch nó cứ tìm gọi là mòn mỏi ra béo thấy đâu anh em ạ. À mình có một ý kiến khá là hay em ạ, bởi vì anh em biết là ở trong ván đấu này thì có cái gọi là bụi cỏ đằng sau này. À mình sẽ núp sau cái hàng rào bụi cỏ này này. Đây là một cái vị trí hoàn toàn tốt mà có thể là kẻ địch nó sẽ không thể nào biết được đâu anh em ạ. Chờ đợi hạnh phúc nha. Tôi tin chắc là thả đạo cũng có 1 đến 2 tháng dâng lên em ạ. Thế đây đây. Boy. Đây đây, thế đầu nhá. Ôi lại cái thằng điên là áo hồng à. Úi dồi ôi, có duyên quá cơ. Thôi nào cho bạn kết duyên. Kết duyên với mình nào. Ok, nóc luôn rồi nhá, một thanh niên. Tiếp tục ngồi xuống chờ đợi là hạnh phúc. À, biết đâu tí thấy có một thanh niên nào chạy ra giải cứu ông này, cứ phải gọi là vui phải biết luôn em ạ. Từ từ nhá. Đâu rồi? Các bạn ra cứu nhau đây. Các bạn chả có tinh thần đồng đội gì cả. Y hệt như mình luôn đấy. Ý hệt như mình cứ ngồi ở nhà kệ mẹ đồng đội bao giờ chết lúc đấy mình mới dâng lên. Nào xuất hiện đi các bạn, mình đang chờ đợi các bạn đây, chờ mòn mỏi lắm rồi đây, thế mà vẫn chưa thấy thằng nào, đói mốc cả mồm ra rồi. Ui bo đang thu rồi, thôi chạy. Ê không nhảy được à, thôi xong rồi bỏ mẹ rồi. Vai trưởng từ từ chạy nhanh vào, quả này không được gọi là giờ mặt lắm anh em ạ. Từ từ không thể để như thế được. À, em thấy gì không? May mà còn gỡ gạc được 15 máu là chạy vào trong bo không quả đấy là vỡ mồm rồi, vỡ mồm cho sồn rồi anh em ạ. Ok vậy là một người đồng đội còn lại của mình thì đang bị nốc rồi và mình nghĩ khả năng cao ông này sẽ gọi là ngỏm củ tỏi trong vài giây nữa thôi. Bởi vì phía trên là cái vị trí là rất là tốt và thuận lợi cho kẻ địch mọi người ạ. Đấy, một thanh niên bắt đầu ra rồi ấy. Không biết là đã nhìn thấy cái vị trí của mình chưa nhỉ? Bắt đầu chạy ra lấp lá lấp ló này. Nào, ra đây. Ra đây. Tôi đấy sợ ông quá cơ, bắt đầu. Nào, từ từ.
Mẹ tao sợ mày quá rồi, mày ra đây tiền sư bố cho mày nữa. Dựng một gạo. À mày chơi liệu à? Em thằng một thằng câu liệu, một thằng rơi xuống này. Thế thằng rơi xuống một thằng nữa này mày ra đây. Ui đừng tưởng có mỗi mình ông có liệu nhá. Ăn quả lựu đạn tôi để ăn thêm quả nữa đi. Ui ra đây, che chở nhau đi, che chở nhau đi bạn ơi. Rồi ui bạn sống tít đéo đâu được. Ra đây, nào, dụng gạo luôn này. Còn hai thằng cuối đúng không? Nào, còn hai thằng cuối đúng không? Ô thằng này không được, thằng này không được, để đằng sau. Đây rồi, còn một thằng cuối cùng thôi. Liệu rằng là mình có thể gọi là quy cho cái chiến đấu này, trận đấu hay không? Ui rồi ôi, được luôn anh em nhá. Thấy gì chưa? Bảo rồi mà, tuổi tôm luôn. Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình like và nhớ subscribe kênh YouTube. Và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá.